Ba đang làm gì Nam? Ba đang làm gì? Ba con đang làm gì vậy? Hả? Ba đang làm gì đó? Đó. Đó. Ba hớt tóc. Ừ. Này không phải hớt tóc mà ba cạo tóc. Con thấy đẹp không Nam? Thấy ba làm đẹp không? Nhìn ba con đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Thấy ba đẹp không? Nói thẳng, nói thiệt đi. Hả? Đẹp không?